Ờ, đúng rồi. Cái vụ đó này nhiều lắm á ông à. À vụ đó về đây kiếm sĩ đỉnh rồi chứ ở đó hoài sao kiếm được. Này nhiều lắm á. Ông thấy Việt Kiều nó về đây không, nó rinh lần hai ba em không à, không cứ xài đồ cổ miết sao được Hùng, phải không? Xài đồ cổ quá thôi chứ sao được. Bà là xác nào mẹ thích bà nào như bà đó à? Nghe nói năm 2007 gì. Không biết chừng nào về, mới cứ nói về hoài, không thấy đâu trời. Về ta đi nhậu một bữa coi, xem sao. Bên đây em phúc đồ, à. Về tới tổ chức đi du lịch đồ dân bay đồ chứ. Bà Mười bà đâu có đi đâu. Bà nói thằng Hùng nó không có về mà đi đâu. Hai chồng với mấy đứa con
con về vui với chuyện mình, ảnh cũng đâu vui. À. Về mà về hết thì ai coi nhà với nó? Dạ. Gì đâu mà đi tháng chứ mấy à. Về như bữa kỳ trước anh nó về đó. Buồn thiêu, về buồn thiêu. Đi đâu mà cái ngày chắc mơ đi xuống. Cứ vậy thôi, về mấy con Hùng nó mới tổ chức đi chơi chỗ này chỗ kia, đi du lịch đồ, đi ăn đi uống rồi à, đi chỗ này chỗ kia chứ về mà cứ ở nhà miết rồi thôi chứ đâu có biết đi ngõ nào đâu. Rồi áo con Thảo nè, chúc mấy anh mấy chị với nó nè, ra đây. Trời ơi sao vậy, mấy chạy luôn trời. Nói đi, chúc anh chị đi. À, em cũng có gì chúc không nói chị mà. Đó, mà à, ngày trước không nói thì chỉ là sau nói thôi mà. Quay phim gửi anh chị em tranh thủ. Nó nói đang cầm dao ở nhà bốt á. Thăm anh chị bên đó, mấy cháu mạnh giỏi. Chúc mấy cháu bên đó học. Đây, đứt tay xếp tay thì đổ đẹp không? Trời ơi, sao nói với người yêu nó mạnh lắm mà sao mà nói với anh chị thì nó không nở ngay, sao chết thì chết, tiền thì lấy lẹ lắm. Tiền vẫn lấy lẹ. Trời ơi, chùm ruột ngon dở sợ luôn á. Trời này mà chấm muối ớt thôi, thèm luôn, chảy nước miếng nha ông ơi. Trời ơi, chùm ruột tái xanh dở sợ không? Trời ơi, này mà. Chùm ruột nè. Đó. Cái này này mà chấm muối ớt là coi như là thôi chứ. Nói là thấy mà muốn chảy nước miếng rồi. Mình đem ngọt chứ bên ẩm chua lì. Chua riêng nó có ngon. Mà ngọt riêng nó ngon. Đó mà mấy cái này